Thu Hằng xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin nóng 24 giờ. Kính chúc quý vị ngày mới an lành. Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Chi tiết 8 lô đất triệu USD của cựu giám đốc Sở Giáo dục vừa bị kê biên. Kính thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các lệnh kê biên tài sản đối với 8 lô đất của cựu giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh. Ngoài việc làm rõ hành vi sai phạm của các bị can, kết luận điều tra của Bộ Công an còn đề cập tới việc kê biên tài sản của các bị can. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các lệnh kê biên tài sản đối với 8 lô đất của cựu giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh. Điều đáng nói, với cương vị giám đốc một sở, nhưng vợ chồng bà Vũ Liên Oanh đứng tên hàng loạt bất động sản có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi lô đất. Đặc biệt, bà Oanh còn có sở thích mỗi lần mua đều phải mua sát đôi hay còn gọi là hai ô đất liền kề, kề tại những vị trí đắc địa của những dự án đắt đỏ bậc nhất ở Quảng Ninh. Ô đất đầu tiên nằm ở thị xã Đông Triều với diện tích 347m2 gần sông Cầm với đầy đủ tiện ích xung quanh và mang tính chất nghỉ dưỡng tuổi già. Ô đất thứ hai rộng 180m2 nhưng trên thực tế là hai ô đất liền kề, mỗi ô 90m2 nằm tại khu đô thị mới Cao Xanh, Hà Khánh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo giá đất thị trường, vào thời điểm hiện tại, mỗi mét vuông ở đây không dưới 40 triệu đồng. Tiếp theo cũng là hai ô đất liền kề có view toàn cảnh vịnh Hạ Long với diện tích hơn 120m2, mỗi ô hơn 60m2 thuộc khu tự xây Đồi Thị Đội, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hai ô đất ở vị trí này có giá không dưới 10 tỷ đồng. Đặc biệt nhất là hai ô biệt thự liền kề rộng gần 500m2 tại khu đô thị Đồi T5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với giá trị mỗi mét vuông không dưới 100 triệu đồng. Theo tìm hiểu của phóng viên, những cư dân ở đây không ai biết chủ sở hữu của hai ô biệt thự liền kề. Cả hai ô đất luôn nằm trong tình trạng bỏ hoang, cỏ mọc, tùm. Cuối cùng là ô đất diện tích 113,31m2, đất tại khu 8, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, do Vũ Liên Oanh nhờ mẹ đẻ đứng tên chủ sở hữu. Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Vũ Liên Oanh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị truy tố cùng Oanh còn 3 cựu cán bộ của sở này, gồm Ngô Vui, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục, Hà Huy Long và Phạm Thị Hạnh, cùng là cựu phó phòng kế hoạch tài chính. Theo kết luận điều tra, bị can Hoàng Thị Thúy Nga, từng là phó tổng giám đốc công ty AIC, bị cáo buộc cùng thuộc cấp tự lập 6 dự án cho Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, rồi tham gia đấu thầu trúng cả 6 dự án trong giai đoạn 2016-2019. Các gói thầu này đều cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với tổng trị giá hơn 636 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng giá trị vật tư bị nâng khống lên nên gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. Sau đó, bị can Nga chi hoa hồng cho bà Vũ Liên Oanh 14 tỷ đồng, Ngô Vui 14,8 tỷ đồng và Hà Huy Long hơn 1,8 tỷ. Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định cựu giám đốc sở Vũ Liên Oanh có vai trò chủ mưu cầm đầu cùng Hoàng Thị Thúy Nga. Quá trình điều tra, báo Anh bày tỏ mong muốn cùng gia đình nộp 14 tỷ khắc phục hậu quả nhưng chưa làm được. Cảnh sát đã kê biên 8 bất động sản của báo Anh để đảm bảo thi hành án. Thuộc cấp của báo Anh là các bị can Ngô Vui và Hà Huy Long đã nộp lại tiền nhận từ Hoàng Thị Thúy Nga. Xác minh tài sản cán bộ có dễ không? Quý vị thân mến, muốn xác minh tài sản cán bộ thật chuẩn thì nhất định phải dựa vào tai mắt của quần chúng. Thanh tra Chính phủ đã tổ chức bốc thăm, lựa chọn ra 67 cán bộ thuộc 9 bộ, ngành để xác minh tài sản thu nhập năm 2023. Trong số 67 trường hợp ấy, có 17 người thuộc Bộ Công Thương, 16 người thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 11 người thuộc Ngân hàng Nhà nước, 7 người thuộc Bộ Giao thông Vận tải, 4 người thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, 3 người thuộc Thanh tra Chính phủ, 3 người thuộc Tập đoàn Dầu khí, 3 người thuộc Tập đoàn Điện lực và 3 người thuộc Tập đoàn Than khoáng sản. Đây là một sự kiện rất được dư luận quan tâm, bởi lẽ thông qua cuộc xác minh này có thể kiểm soát được tài sản của cán bộ và sự trung thực của cán bộ khi kê khai tài sản thường niên. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định rất rõ ở điều 35 về những loại tài sản, thu nhập của cán bộ và vợ hoặc chồng con chưa thành niên. Thế nhưng, việc kê khai tài sản thường niên chỉ mang tính chất nhắc nhở chứ chưa thể nào nhận diện những tài sản bất minh của cán bộ. Vì sao bốc thăm lựa chọn 67 cán bộ để xác minh tài sản?
vì hiện tại chúng ta vẫn chưa đủ điều kiện về nhân lực để xác minh toàn bộ đối tượng thuộc diện kê khai tài sản. 67 cán bộ trong đợt này chỉ là một con số khiêm tốn, song chỉ cần có kết quả đúng và đủ để báo cáo công khai thì ý nghĩa xã hội sẽ làm hài lòng người dân. Vấn đề đáng suy ngẫm là nếu xác minh được tài sản nằm ngoài bản kê khai của cán bộ và cán bộ cũng không chứng minh được tính hợp pháp của tài sản thì phải giải quyết ra sao? Có thể tịch thu tài sản bất minh chăng? Nếu vẫn dùng thái độ nể nang và nương nhẹ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực cho công tác phòng chống tham nhũng. Lẽ thường, tài sản bất minh thì luôn được che giấu và dịch chuyển khôn khéo và khôn ngoan. Có không ít cán bộ chỉ đứng tên một căn hộ chung cư bình dân, nhưng người thân của họ dù không có thu nhập ổn định lại sở hữu hàng chục biệt thự và siêu xe. Hiện tượng một người làm quan cả dòng tộc giàu có liệu giải thích tường tận được không? Thực tế, ở nhiều địa phương, cán bộ có cơ ngơi hoành tráng nhưng đều được hợp thức hóa bằng những công việc kinh doanh của con cái hoặc vợ chồng. Vậy thì, trong quá trình xác minh tài sản của cán bộ, có cần thiết yêu cầu trình bày thêm về dòng tiền có được từ những hoạt động kinh doanh kia không? Liệu một quán cà phê hay một tiệm giày dép mỗi năm chỉ nộp thuế vài triệu đồng có thể mang lại lợi nhuận hàng chục tỷ đồng chăng? Thậm chí, còn phải chú ý đến những món đồ cổ và những cây kiểm có giá trị thị trường rất cao mà cán bộ đang trưng bày ở tư gia. Muốn xác minh tài sản cán bộ thật chuẩn xác thì nhất định phải dựa vào tai mắt của quần chúng. Bởi lẽ, không ai thấu hiểu cán bộ đã phát tài phát lộc với tốc độ nào trước và sau khi có chức vụ bằng những người hàng xóm xung quanh. Không thể nương nhẹ hành vi, chi pháp, phạm pháp. Kính thưa quý khán giả, muốn pháp luật được thượng tôn tuyệt đối trong một đất nước văn minh thì không thể nương nhẹ cho những người chi pháp, phạm pháp. Câu chuyện nguyên giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị bắt tạm giam thực sự gây xôn xao trong xã hội. Theo thông cáo chính thức từ Bộ Công an, ông Đỗ Hữu Ca liên quan đến vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên và căn biệt thự tại lô 18, đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng để thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Chắc chắn, với quyết tâm đẩy lùi tham nhũng và tiêu cực mà cả hệ thống chính trị đang nung nấu, thì những sai phạm cụ thể của ông Đỗ Hữu Ca sẽ sớm được đưa ra ánh sáng công lý một cách công khai. Ông Đỗ Hữu Ca mang quân hàm thiếu tướng, từng giữ chức Giám đốc Công an Hải Phòng từ năm 2010 đến năm 2019. Với một người có thân nhân như vậy, chắc chắn lực lượng chức năng đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng khi tiến hành các thủ tục khởi tố, không thể để đối tượng bị vô vạ hay bị oan ức. Một số nguồn tin cho biết, ông Đỗ Hữu Ca có hành vi nhận hàng chục tỷ đồng từ một doanh nghiệp xây dựng để chạy án, nhưng khi bị tạm giữ hình sự thì ông Đỗ Hữu Ca lập tức tự nguyện giao nộp cho những người thi hành công vụ. Mức độ chính xác của dư luận dĩ nhiên cũng cần phải suy xét thêm, nhưng điều nhức nhối là thái độ chi pháp mà phạm pháp từ phía ông Đỗ Hữu Ca. Lẽ ra, với tư cách một sĩ quan cảnh sát cao cấp, dù đã nghỉ hưu, ông Đỗ Hữu Ca vẫn phải làm tấm gương sống tuân thủ pháp luật. Bởi lẽ, sự nghiệp của ông Đỗ Hữu Ca có được nhờ tinh thần nghiêm khắc trấn áp mọi biểu hiện đi ngược lại với nguyên tắc chung của cộng đồng. Hình ảnh ông Đỗ Hữu Ca dốc tâm, dốc sức bảo vệ an ninh trật tự cho thành phố Cảng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nhiều người. Vậy thì tại sao lúc một doanh nghiệp xây dựng đến cầu cạnh chạy án, ông Đỗ Hữu Ca không nhanh chóng thực hiện trách nhiệm công dân để tố giác tội phạm mà còn điềm nhiên cầm lấy một khoản tài chính lớn trong sự im lặng đáng sợ? Những ai từng thần tượng ông Đỗ Hữu Ca phải hiểu như thế nào về động cơ kỳ lạ kia nếu không phải một biểu hiện suy thoái đạo đức nghiêm trọng. Đã từng có rất nhiều tướng lĩnh phải trả giá đắt cho những ham muốn thấp hèn và cũng đã có nhiều quan chức phải nhận kỷ luật thích đáng vì buông lỏng kỷ cương. Không có kẻ nào được dùng thành tích quá khứ để đứng trên pháp luật và đứng ngoài pháp luật. Cho dù ông Đỗ Hữu Ca đã thành khẩn khắc phục hậu quả bằng cách hoàn cả toàn bộ số tiền bất minh chưa kịp triển khai chạy án thì cũng không thể nào che đậy sự thật về một hành vi chi pháp, phạm pháp. Muốn pháp luật luôn được thượng tôn tuyệt đối trong một đất nước văn minh thì không thể nương nhẹ cho những người chi pháp mà phạm pháp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.